miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con tiếp tục trở lại để mà thăm những hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn về vấn đề nước sạch để mà sử dụng. Hoàn cảnh ngày hôm nay con đến thăm là hoàn cảnh gia đình của chị Hai Tho. Được biết là hiện tại chị gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề nước sử dụng luôn. Bây giờ thì con mời cô chú, anh chị, các bạn cùng con vào trong thăm gia đình của chị để mà tìm rõ hơn nha. Cái đường mà đi vô trong nhà của chị xa quá ha. Ôi ôi, nha. Cái nước này là mình đã lóng phèn chưa chị? Lóng phèn rồi. Cái này là đã lóng phèn rồi á hả? Ừ. Rồi cô chú anh chị các bạn xem cái nước mà hiện tại gia đình của chị sử dụng nè. Cái này là chị nói là đã lóng phèn rồi nhưng mà nó vẫn chưa có trong lắm á. Nha, chị để cái thùng này tới đi ha, rồi hai chị em mình ra phía trước rồi em hỏi thăm chị một xíu. Cái này là đường lên nhà mình luôn hả chị? Ừ. Mình lên đường này luôn được không? Được. Cho nó tiện. Lên ghế luôn đi. Nhà của chị thì không có diện tích để mà làm sàn nước cho nên là chị làm ở phía bên hông nè cô chú. Rồi mỗi lần mà xài thì phải đi một vòng rất là xa luôn. Chị, nhà mình có điện không chị? Không. Không có điện luôn hả? Ừ. Mấy cái này là mình xài bằng điện năng lượng hay sao? Bình. À, xài điện bình. Dạ. Ở đây thì gia đình của mình có bao nhiêu thành viên? 6 thành viên. 6 người. 4 đứa con. 4 đứa con lận. Ừ. Dạ. Rồi chị với ông xã thì ở nhà làm gì chị? Xã mướn. Mướn. Chủ yếu ở đây thì em thấy là đa phần là bụng gãy. Ai thuê gì làm nó hả? Đúng rồi, ai thuê thì mặn lấy, chỉ là tới mùa chỉ là cấy lúa với mặn cỏ thôi chứ ngoài không có mặn gì chứ. Ừ. Rồi con của chị thì lớn hết chứ? Lớn rồi, đứa được 19, 20, rồi đứa được 11, rồi đứa mới sanh mấy tháng nay. Dạ, rồi hai người con lớn thì có đi làm rồi phụ giúp gia đình được không chị? Mặn bây giờ bắp bên quá, khi được khi không, rồi dưới nó chưa đủ tuổi nữa. Nên thành ra là cũng khó khăn nên là không có đi làm được nhiều. Còn hai bé nhỏ thì cũng trong độ tuổi ăn học. Đi học. Dạ. Đang giữ một đứa. Dạ. Bé nhỏ nhất của mình là hiện tại 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi là chị mới vừa sanh thêm một bé 4 tháng rưỡi đó. Ừ. Dạ. Mới sanh xong thì mình cũng đâu có làm gì được nhiều đâu. Ừ. Ở nhà chủ yếu là giữ con thôi. Ừ. Dạ. Rồi có một mình anh đi làm vậy rồi có đủ để mà trang trải chi tiêu hàng ngày của mình không? Đang đủ. Ở đây là hồi đó tới giờ là mình không có gạo, điện luôn á chị. Không được. Không điện, gạo với người ta cho, ta đem lại lâu lâu, ta đem lại ta cho. Dạ. Vậy nước xài là mỗi lần mà sử dụng thì mình phải đi sắp từ ở dưới lên vậy. Mà chị thì mới sanh xong rồi, bình thường thì mình có sắp để mà đủ xài không? Mình thì ông xã đi mặn thì ông ở nhà sắp không à, còn đi mặn thì nhà mình sắp lặn ít ít vậy đó. Dạ. Bình thường nếu như mà ảnh trước khi đi làm thì ảnh cũng tranh thủ sách cho đầy mấy cái phi đó để mà mình sử dụng. Thì khi nào về thì ảnh sách tiếp, mà nếu như mà kẹt quá thì mình cũng phải tự đi sách. Tự đi sách. Dạ. Rồi sách bao lâu thì mới đủ để mà mình chăm đầy ba cái phi đó chị? Trời, lâu lắm, sách ít ít đâu có tiếng, tiếng mấy đồng hồ. Rồi. Mới đầy cái phi chứ đâu có sách nhiều được. Dạ. Còn như sức mình ông thì sách cũng cỡ nửa tiếng. Nửa tiếng. Sách mỗi lần mà cứ em thấy đa phần là sẽ hết hai bên hai thùng, rồi mà cứ đi lên rồi đi xuống. Ừ, mà cái đường của nhà chị thì nó rất là xa luôn. Dạ. Sách lên chắc là cực dữ lắm. Người nước có sách lên thì mình dùng vào những cái việc gì chị? Rửa chén với rửa đồ lặt vặt thôi, còn giặt đồ thì mình nó xuống sông. Tại vì đường xa quá mà sách lên trên này mà giặt đồ nó là mệt xỉu luôn á. Ừ. Dạ.
Rồi cái nước đó là hiện tại là chị thấy là nó như thế nào, cái nguồn nước ở dưới sông á? Giờ Long Cưng ơi, đỡ để dịch đi đỡ đó, dịch chết thảy sông bao bao không. Ở đây thì người ta làm ruộng, người ta giữ dịch chung với nhau nữa. Rồi làm ruộng thì cứ khai nước xuống, chảy xuống Thuốc kênh. bắc đồ xuống rồi hổm không có nước xài luôn, cả tuần nay là không có nước luôn á, Dạ. nước mà hay dịch là quậy hay đen thùi luôn á, giặt đồ còn giặt không được nữa, đừng nói sắt xài Và những lúc mà vậy thì mình phải làm sao? phải chịu. Như sao mua nước Mua nước bình mình. rửa sơ lại, xài nước bình không là 3 bữa là 2 bình nước, 3 bữa là 2 bình nước đó, vừa nấu ăn nè, vừa nấu cơm nấu ăn, rồi nhiều khi mình rửa đồ sơ đi nữa. Ừ, cái nước đó là mỗi lần mà mình xách lên là lóng phèn là bao lâu thì mình mới có thể dùng được để mà nấu cơm, nấu nước chị? Nóng khoảng rồi chừng 10 phút sau là mình xài được rồi. Rồi có khi nào mà cái nước nó bị đục quá đó, đem lên mình lóng lại xong nó bị chua hay là mình không xài được không? Khoè nước đục quá thì mình nóng khoảng hơi nhiều một chút. Hơi nhiều chút mà em sợ là nó bị chua đó, rồi mình nấu nướng hay là mình sử dụng thì nó hơi khó. Có khi nó chua mà hổm chua hết lần nữa. Thì cái đó thì mình cũng không có xài được. Rồi hồi đó tới giờ mình sử dụng cái nguồn nước mà dơ như vậy đó, thì có bao giờ mà mình mong muốn là có được cái nguồn nước sạch sẽ hơn để mà sử dụng và tiện là cho gia đình của mình không? Sao không muốn chồng hơn gì, chồng có điện nè, rồi chồng có điện đặng mình có nước xài đồ này kia đồ, như gắn cây nước á thì mình không có điều kiện, thì nó gắn cây nước mình không có điều kiện, thành ra mình không có gắn được. Thành ra mình cũng phải bấm bụng mình sử dụng cái nguồn nước ở dưới Sử sông luôn, dụng dù biết là nó dơ, nó ô nhiễm nữa. Thì cộng thêm là gia đình của mình thì có con nhỏ, nó bé thì mới có hơn 4 tháng thôi. Thì mỗi lần mà sử dụng hay là tắm rửa đồ cho bé thì mình phải làm sao hả chị? Nấu nước nấu lên. nước sôi. Rồi tắm. Còn nước uống là đổi nước bình. Nước bình 3 bữa là 2 bình, 3 bữa 2 bình. Thì mình xài cũng khá là hao luôn. Tại nhà của mình thì đông người, cộng thêm có bé nhỏ nữa. Rồi nấu nước uống nữa, chứ là uống nấu nước uống nữa. Cái phần đất ở phía sau đó của mình là mình còn chỗ không hay là hết chỗ Không, mình làm cái xài nước bên đó? chỉ là ở nhà, ở đất là chỉ là bên chồng cho đủ cái nền ở thôi, còn dư là của bên chồng. Rồi cái sàn nước đó là mình cũng để tạm ở đó mà mình sử dụng chứ mình cũng không Đúng có rồi, làm được cái sàn nước luôn. không luôn. Hôm nay thì đến đây để mà thăm gia đình của chị thì em thấy thật sự là mình cũng rất là khó khăn luôn, đặc biệt là cái vấn đề mà nước để mà sử dụng á, mỗi lần mà xài thì xách lên một cái quãng đường rất là xa. Hồi đó tới giờ thì chị đã từng nhìn thấy qua cái nước sạch bao giờ chưa? Chưa Chưa luôn. Nước máy hay là nước giếng gì cũng chưa luôn hả chưa chị? luôn. Em chưa Chưa nhìn luôn. thấy. Bình thường mùa mưa thì gia đình của mình có hứng nước mưa để xài không? Có mùa mưa là hứng nước mưa xài, Nước mưa xài. mà không dám xài, nó hứng là để dành uống thôi, nấu uống nấu ăn thôi, là chứ không dám xài. Xài thì chẳng dưới sông tiếp tục, nước mưa chỉ để dành mình nấu ăn với mình uống thôi, chứ là xài là không đụng tới. Vậy là nước là xách lên thì chủ yếu là lóng phèn để rửa rau, rửa cá và tắm rửa thôi. Đúng rồi. Còn đồ là phải xuống sông giặt nè. Rồi nước mưa thì hứng là để dành uống với là nấu ăn. Đúng rồi. Em cũng chia sẻ với chị ha, cái nguồn nước giếng á là cái nguồn nước á, được đào sâu ở trong lòng đất rồi sau đó là sẽ dùng máy bơm nếu mà bơm lên. Riêng về gia đình của chị thì không có điện thì mình sẽ dùng một cái đầu máy chạy bằng xăng, mỗi lần mà sử dụng thì mình giật lên nước nó sẽ chạy từ ở dưới lên, nước nó rất là trong luôn, phải nói là nó sẽ trong hơn nước mưa nữa. Và đặc biệt đó là nó sẽ không có những cái tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật nè, hoặc là những cái xác động vật chết nó bị trôi rồi nó bị phân hủy ra. Nước thì trong là sạch mà mát nữa. Không biết là chị hai có mong muốn là mình sẽ có được một cái nguồn nước sạch sẽ như vậy để mà tiện lợi trong quá trình sử dụng không? Sao không muốn nghe được gì, nếu hỗ trợ được rất mừng luôn, vui luôn á. Cũng hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với gia đình của chị nha. Em sẽ một lần nữa đến để mà chia sẻ niềm vui với gia đình của mình. Còn bây giờ thì xin phép chị em về trước nha. Rồi chứ cảm ơn cân nhiều nha, rồi cảm ơn những nhà mạnh quân đã giúp đỡ giùm, cảm ơn nhiều luôn.
Ngày hôm nay thì con rất vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú ơi, khi mà một lần nữa được trở lại thăm lại hoàn cảnh gia đình của chị Hai Tho. Ngày hôm nay là con đến đây để mà chia sẻ cái niềm vui với lại gia đình của chị, khi mà gia đình đã có được cái nguồn nước sạch để mà sử dụng đến từ tấm lòng của nhóm Hoa Từ Bi. Bây giờ thì con xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng con vào trong nhà để mình chia sẻ cái niềm vui này với lại gia đình của anh chị nha. Chào chị Hai. Yeah. Dạ. Nay có ông xã nhà hả chị? Có, hôm nay làm về sớm. Dạ. Em được nghe mấy chú thợ nói là cái cây giếng của nhà mình là đã làm xong rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ, hôm trước thì cái sàn nước của mình là ở trong đó, rồi mình đặt ống khoan thì mình khoan ở đâu chị? Khoan ngoài này rồi chị về cái sàn nước ra cho nó tiện. À, vậy là mình khoan ở này. Ở bên đó hả chị? À. Vậy giờ chị em mình cùng ra đó coi nha. Đi trong ra ra rồi. À, anh Hai ơi. Mình chọn cái chỗ này khoan là cho tiện cho mình hay sao chị? Cho tiện. Chứ tiện luôn mấy ông thợ luôn để khiêng máy ra, cực quá. Dạ, tại vì ở phía sau thì nó xa, em thấy nó cũng hẹp nữa. Nên là giờ mình dời ra ngoài này mình khoan luôn ha. Đây thì có ống nè, gắn một cái đầu máy giật, cái này thì chạy bằng xăng, mỗi lần mà sử dụng thì chỉ cần giật máy lên thôi. Chắc là em nhờ anh Hai giật cái máy cho em xem cái nước đó nha. Dạ. Mấy chú thợ khoan cho mình lâu chưa chị? 2-3 bữa, 4 bữa khoan, bữa thứ 7 á. Thứ 7. Vậy là mới có 2 ngày à. À, con gái ơi. Lên ra ha, lên ra cho nước em. Dạ, nước nó qua chưa anh? Ổng dây thì mình nấu kêu nó ha. Sợ lên ra lớn. Dạ, không sao đâu chị. Lên ra đi anh, cứ lên ra lớn giùm em đi. Dạ rồi. À, là mình đem hai cái phi hôm trước tử trong kia ra để mà để ngoài này luôn. Nếu mình làm thằng nước ngoài này nó rộng luôn. Thôi, nước nó trong dữ thằng vậy nè. Trong mất mèo. Nước tốt quá chị ha. Có nước tốt rồi, tắm mát không con gái? Trời ơi, cười kìa. Dễ thương. Giờ có nước rồi, chỉ cần giật máy lên là nó chạy, không cần phải xách nước xa cực nữa ha. Tiện nó ngồi ở đây vừa mằn mà vừa đưa con được á. Dạ. Giờ đem nó sang nước ở đây tiện cho mình quá chừng luôn. Cái này nếu như mà tiện hơn là chị gắn thêm cái dòi ở đây nè, xong cái mình kê mấy cái cục gạch lên đó, rồi mỗi lần mà sử dụng thì mình chỉ cần xả cái van nước ra thôi là nó chạy ra, nó rất là tiện, mình không cần phải đứng lên phòm xuống để múc nước nữa. Rồi, vậy mình qua bên đây đi ha. Đi đi chị, đi đi không sao đâu. Được rồi anh Hai ơi, mình lên nhà đi chị. Anh Hai lên nhà cùng với em luôn nha. Nè, chị ngồi đi. Anh chị ngồi cùng với nhau nha. Không có gì đâu, đừng có ngại. Dạ, yeah. Nước thì bơm lên quá trời trong luôn. Ngày hôm giờ là mình có sử dụng chưa chị? Xài rồi đó. Dạ, yeah. Mình thấy nước nó tốt không? Tốt, im. Dạ, yeah. Trong. Trong sạch ha. Không hao nữa. Dạ, yeah. Rồi mình sử dụng vào những cái việc gì ở trong gia đình của mình rồi? Giặt đồ nè, rửa chén, rửa rau đồ nè. Dạ, yeah. Nấu thì mình chưa có nấu, mình còn đang nấu nước bình. Yeah. Nấu uống thì là nấu nước bình, ừ. Mình chưa có sử dụng nó tại vì nó cũng mới có 2 hôm thôi, cho nên là mình cũng còn khá là lạ với nó, nên là mình chờ thêm một thời gian nữa thôi ha. Dạ, ừ. Yeah. Sử dụng cái nguồn nước này thì chị thấy nó như thế nào so với nước sông? Sạch hơn, sạch im hơn, trong hơn, khỏi cần đóng phèn nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Anh Hai thấy sao anh Hai? Thấy nước này sao vậy?
em rồi. Em mày có thích không? Hả? Thích không? Thích mà tiện nữa chứ. Thích mà tiện nữa, có mừng không nè, hai chồng hôm bữa tới giờ. Mừng. Dạ, tại xách cái quãng đường thì em thấy hôm trước chị xách rất là xa luôn. Đi bọc từ dưới sông mà phải đi vòng ra một đường ở phía sau nữa. Nay thì mình dời hai cái phi ra ngoài này thì mình đỡ cực được một chút xíu. Rồi cộng thêm đó là chỉ cần giật cái máy lên thôi là mình sẽ có được cái nước chạy lên rồi sử dụng rất là tiện luôn. Nhà nhà thì có bé nhỏ nè, mới có mấy tháng thôi à, cho nên là sử dụng cái nước ở dưới sông thì rất là cực. Giờ có nước này rồi tắm rửa cho bé hai hôm nay thì chị thấy sao chị? Bình thường, cũng bình thường chứ không có gì chứ. Nhà tắm nước mới rồi mát mẻ hơn. Đã nước xong không có bị ngứa, không bị ngứa hả? Đúng không con, tắm nước này rồi là không có bị ngứa nữa. Nhờ cô ha, nó cảm ơn cô đó. Cảm ơn cô đó. Trời ơi, ghét dễ sợ không. Dạ, ngày hôm nay thì em đến đây rất là vui luôn khi mà được nhìn thấy gia đình của chị có một cái nguồn nước sạch sẽ hơn cũng như là tiện lợi hơn trong quá trình mà sử dụng. Em cũng xin phép đó là thông qua cái vị mạnh thường quân đã gửi đến cho gia đình của mình cái cây nước giếng nha. Ở đây em xin phép trao lại cái tấm bảng đến từ các vị mạnh thường quân đã cùng chung tay để mà tặng cho gia đình của chị cái cây nước giếng nha. Nhóm Hoa Từ Bi, bác Viên Hỷ, cô Hồng Trâm Thị Lâm, chị Ngân Trương, chị Văn Cao gửi tặng cái giếng số 77 với tổng cái số tiền đó là 5.700.000 đồng. Ở trong đó thì bao gồm là tiền công của mấy chú thợ đến khoan nè, rồi tiền mua máy, tiền ống dây để mà gửi tặng đến cho gia đình của chị. Rồi gì ấy gì cho chị gửi lời cảm ơn với Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Chị đọc không hay là? Dạ thôi được rồi chị. Dạ. Tại vì vợ chồng của anh chị thì rất là hiền luôn cô chú, cũng rất là ít nói cho nên là không có dùng những cái lời lẽ hoa mỹ để mà gửi lời cảm ơn được. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười của vợ chồng anh chị là biết anh chị vui tới cỡ nào rồi. Ngoài cái tin vui đến từ cái bảng là có nước sạch ra thì nhóm Hoa Từ Bi cũng có gửi thêm gia đình của mình một cái phần quà nữa. Dạ, không biết là anh chị có đón được nó là cái gì không? Sao mà biết được đó. Dạ đây thì em bật mí luôn nha. Ở đây thì em có một cái phong bì đến từ nhóm Hoa Từ Bi và các vị Mạnh Thường Quân. Bây giờ em gửi cho chị nha. Giờ anh giữ cái bảng giùm chị nha, để mà chị mở cái phần quà của nhóm Hoa Từ Bi ạ. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều nha. Dạ. Cảm ơn cưng nữa. Dạ, đây là số tiền 1 triệu đồng đến tặng gửi tặng đến cho gia đình của chị. Và chúc cho anh chị sẽ có được thật là nhiều sức khỏe nha. Hy vọng trong thời gian sắp tới nếu như mà có dịp mấy chị em ghé lại thì gia đình của mình sẽ đỡ vất vả hơn, gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống ạ. Dạ, chị cảm ơn cưng nhiều nha. Dạ. Anh có muốn gửi lời đến các cô cũng như là các bác đã gửi tặng cái giếng cho mình không? Không hồn ta. Nói cảm ơn chứ. Dạ, rất là thương luôn cô chú.